những người soi đường, thắt lai lịch sử LGBTQ tại Việt Nam. 30 năm trở lại đây, có rất nhiều mốc thời gian được coi là dấu ấn đặc biệt trong tiến trình vận động quyền của người LGBTQ tại Việt Nam. Mặc dù người LGBTQ có mặt từ rất lâu trong quá khứ, nhưng phải tới năm 1997, cùng với sự xuất hiện của Internet, cộng đồng LGBTQ mới bắt đầu hình thành. Năm 1997 đánh dấu mốc đầu tiên cho sự hiện diện gây tranh cãi của người đồng tính với đám cưới đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo ra những lo ngại nhất định từ phía chính quyền. Điều này dẫn tới việc cấm kết hôn cùng giới chính thức đi vào luật hôn nhân và gia đình vào năm 2000, và đồng tính luyến ái được coi là tệ nạn xã hội vào năm 2002 bởi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tuy gặp phải những thách thức và cản trở, cộng đồng LGBTQ lúc bấy giờ vẫn tìm được cách kết nối với nhau, đặc biệt là với sự du nhập của mạng Internet. Năm 2004, bắt đầu xuất hiện các câu lạc bộ MSM, Men Who Have Sex With Men, và 2005 là những diễn đàn online cho người đồng tính đầu tiên như Táo Xanh, Tình Yêu Trai Việt, Bạn Gái VN, muộn hơn một chút có Let's King, mạng lưới đầu tiên của cộng đồng người chuyển giới nam vào năm 2010. Nhờ có những nỗ lực này, cộng đồng đã bắt đầu tìm tới nhau, nhìn thấy nhau và san sẻ với nhau. Từ đó, các kiến thức, sự tự nhận thức và sự kết nối của cộng đồng trở nên mạnh mẽ. Vào năm 2007, Viện Nghiên cứu IC được thành lập, trở thành tổ chức đầu tiên hoạt động vì quyền của người LGBT tại Việt Nam. Nhóm kết nối và chia sẻ thông tin ICS, tiền thân của trung tâm ICS thành lập không lâu sau đó, chính thức đánh dấu những nỗ lực tập thể và chuyên nghiệp hơn để kết nối và nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng LGBTQ và xã hội. Tháng 11 năm 2009 cũng ghi nhận sự kiện đầu tiên về cộng đồng LGBTQ được tổ chức một cách công khai, rộng rãi, mang tên Triển lãm mở tại Hà Nội. Qua sự kiện, người đồng tính, song tính và chuyển giới bắt đầu có những sự chuyển mình trong vị thế, từ sợ hãi và ẩn náu trở nên tự hào và công khai thể hiện chính mình. PFLAG, một tổ chức của cha mẹ, người thân của người LGBTQ tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2011, mở ra một trang mới trong những nỗ lực nâng cao nhận thức và kêu gọi sự ủng hộ từ xã hội của cộng đồng LGBTQ. Kế sau đó, tháng 9 năm 2012 đánh dấu những sự kiện bùng nổ và tạo tiếng vang lớn cho cộng đồng. Flashmob Yêu Là Yêu có sự tham gia của 2.000 người. Và Việt Pride lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Sau Hà Nội, Pride cũng đã lan rộng tới các tỉnh thành khác. Càng ngày, Pride càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Tuy được tổ chức ở hình thức nào, Pride vẫn giữ nguyên thông điệp của nó, kế thừa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của sự đa dạng, của tình yêu và sự tự do. Không chỉ vận động xã hội, cộng đồng cũng không quên dốc sức vận động chính sách nhằm có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chiến dịch Tôi Đồng Ý với hoạt động cùng giơ cao bảng hiệu trái tim sáu sắc và ủng hộ cho hôn nhân bình đẳng tại Việt Nam đã ảnh hưởng lan rộng và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của xã hội. Chiến dịch Tôi Đồng Ý nhằm tác động trước thềm kỳ họp Quốc hội khóa 13, khi Quốc hội sẽ đưa vấn đề hôn nhân cùng giới ra thảo luận trong tháng 10 cùng năm. Chỉ trong vài tuần triển khai, chiến dịch đã thu về hơn 70.000 lượt thích trên trang Facebook chính thức và rất nhiều đầu báo viết về sự kiện I Do, Tôi Đồng Ý, tạo thảo luận trong xã hội về người LGBTQ cùng với những nhu cầu về quyền cơ bản của họ. Vào ngày 19 tháng 6 năm 2014, hôn nhân cùng giới chính thức được chuyển từ cấm sang không thừa nhận trong Bộ Luật Hôn Nhân và Gia Đình. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2015, Quốc hội chính thức thông qua quyền chuyển giới trong Bộ Luật Dân sự sửa đổi. Xã hội hiện tại đã cởi mở hơn, LGBTQ không còn là chủ đề nhạy cảm ít được nhắc đến nữa, mà xuất hiện ngày càng nhiều trên truyền thông và sinh hoạt hàng ngày. Hiện tại, phong trào đang đi vào hướng làm mạnh cộng đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể thiết thân với người LGBTQ. Cùng lúc đó, cộng đồng chuyển giới vẫn đang vận động luật hóa quyền của người chuyển giới, cũng như các tổ chức về quyền đang chuẩn bị cho chiến dịch vận động hôn nhân bình đẳng tiếp theo. Chặng đường gần 15 năm với một tiến trình cộng đồng không phải là một thời gian quá dài, nhưng cũng đã ghi dấu lại vô vàn những cột mốc và kỷ niệm đối với những người đồng hành. Gặp được nhiều trái ngọt, nhưng cộng đồng LGBTQ ở Việt Nam vẫn còn một đoạn đường dài phía trước. Mong cho cộng đồng sẽ luôn có sức mạnh, sẽ giữ được ngọn lửa kiên tâm để có thể tiếp tục đóng góp, thúc đẩy cho một tiến trình quyền vô cùng đặc biệt và nhiều ý nghĩa. Cùng nhau, chúng ta là những người viết tiếp trang sử cho cộng đồng LGBTQ tại Việt Nam.